Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Chiều nay thì mình đi hướng về chợ Mỏ Cày, cho nên là mình đi ngang nhà cậu Bảy. Sẵn dịp thì mình cũng ghé qua để mình gửi cho cậu Bảy một món quà. Con mời ông bà cô chú anh chị em cùng vô nhà cậu Bảy với con. Cậu Bảy. Con mới vô hả? Bữa nay cậu Bảy có gì bận không? Có con, đi mới về hồi 1 giờ. Cậu Bảy. Tôi cô không? Con. Con khẳng này cậu Bảy khỏe không? Ngồi ghế đi con. Gan gan nhất vài con ơi. Ghế không? Dạ dạ được rồi. Được rồi cậu Bảy. Uống thuốc là nó cầm cái hết cái tử thuốc cái bắt đầu nó nhất. Dạ. Nhất rồi bắt đầu á. Tính thứ năm bệnh này nè, dạ. Bệnh viện mổ bắt đầu á, lên bệnh viện cảnh bác sĩ nó nói là thôi á. Thôi. Để cắt cho mình. Thứ hai đi đặng cho đủ đầu từng á, có bác sĩ đông á. Dạ. Rồi lên tránh kìa như mình nhập viện rồi coi chứ. Khả năng của cậu á, dạ. Nó sức khỏe nó khỏe thì 7 giờ tối ngày thứ hai á, dạ. Là nó nhập viện là mình nó mổ mấy ổng mổ luôn. Dạ. À, còn á, nói cậu lên là bữa thứ năm hôm qua đó, ừ. Là lên á là chưa có kết quả thì mình mất công ở đợi thì hao tiền ăn tiền ở nữa. Vậy đó. Rồi bây giờ cho bữa thứ hai cái lên cái nhập viện cái còn sức khỏe cái mẫu luôn. Dạ. Rồi bữa nay thì con đi ngang nên con có ghé qua con gửi cho cậu Bảy một phần quà. Quà này là của chị Cần Hương ở Mỹ. Thì chị Cần Hương có nhờ con gửi cho cậu Bảy một món quà, đó là số tiền 1 triệu. Để giúp đỡ cho cậu Bảy trong lúc cậu Bảy bị bệnh tật. Giờ cậu cũng cảm ơn cái chị Hương hay gì á. Dạ. Rồi cũng giúp cho cậu số tiền nặng cậu có tiền cậu đi chữa bệnh. Dạ. Rồi cậu cũng cảm ơn cô đó rồi có nhiều sức khỏe nặng có. Đồng ngân nó nhiều đang giúp đỡ cho hoàn cảnh những mấy người khó khăn như cậu vì dạ. Cậu thật là biết mang ơn. Dạ. Mà Bảy cảm ơn chị Tần Hương đã giúp đỡ cho chồng của mà Bảy thành thật biết ơn Tần Hương cô Tần Hương rất nhiều. Dạ. Rồi để con nhắn lại cho mà Bảy. Em cũng rất là cảm ơn chị Cần Hương đã ủng hộ cho kênh Hương Nhi Đồng Quê rất là nhiều từ hôm trước tới nay, cũng như là chị đã giúp đỡ cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn như cậu Bảy ở đây. Em cảm ơn chị. Em xin chúc cho chị và gia đình của chị được nhiều bình an, được nhiều sức khỏe. Em cũng cầu xin Chúa che chở, chúc phước cho chị để chị cùng gia đình chị được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc để mà còn san sẻ cho những người khó khăn khác nữa. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Trưa nay thì mình có đi với cô Hằng đi xuống nhà của dì Năm Công. Hai đâu rồi cô bán? Đâu phải không? Thank you.
tưởng bạn bạn gì chứ có cơm nha. Không, nó nhờ là mở dẫn. Còn hộp đây ngay. Đó, canh đu đủ. Nấu gì vậy sao? Cái mồi nữa hả? Bà này ăn cái mồi kinh điên ta. Nước chỉ đổ rồi nè. Nấu cái mồi vậy. Ông tạm cho hai con cá
Dạ. Vậy không mà chết thôi, không cho đừng là thu sâu cho chị không ai mà chị kia nha. Em chị dưới á. Dạ. Vì cái có cá nó sao vuông cái em mà đổ nghe chị cho chị. Dạ. Khô rồi nhiều khi khô. Và khí đầu nó cũng đem gì nó khô. Con cũng cũng như là chị chào chị lắm chị không muốn biết con nào chị đó người thà nói vậy hả nói em giàu lắm hả chị nè giàu của họ em hạt của chú cũng với em bà con hạt của chú thầm chị của cháu đúng vậy chị nói ta hẹn với người đó đó chắc là đồng chồng chị á nói vậy á nghệ hôn hội thầm cổ thì cổ một cũng có hai con thằng con lại chồng nuôi còn có một con đi nuôi mà chị chồng nói là cô Hằng nói là nói là cô Hằng là già lắm chị không biết. Dạ thì hồi xưa thì em biết chị, hồi chị nhớ không, hồi còn nhỏ nhỏ chị đi qua bên chơi. Rồi tới chị lấy chồng, chị lấy em năm là chị qua lại chị ghét gì ba là em biết vì hồi đó mẹ ở trong triền. Nhỏ nhỏ chị nhớ rồi. Dạ, là em ở trong triền. Nhỏ không con lon. Em lớn hơn lon. Rồi sau này cái bắt đầu chị bệnh cái em cũng đi với lon xuống lần hay lần em hồi đó học chung với Sùng. Sùng. Ừ, là bạn học đó em với Sùng là hồi xưa học chung đó. Rồi em đi chị á. Dạ. Em hay đi gì đâu. Với năm mợ năm nhỉ rồi đó, em xin nó dừa. Còn hiểu không? Dạ hồi xưa á hay đi ở chồng không có cái gì giấm lửa đó con hồi xưa. Giấm lửa không phải dừa. Ừ, còn giờ bếp ga đồ này kia nổi chứ hồi xưa đâu có. Ừ em. Tuổi không à. Chị giờ cũng mới em nấu từng ngày em chết tới giờ mà. Chị không có cái quạt nữa rồi hả? Có cả em. Thôi nằm ở trên đậu chỉnh sống rồi thôi đi sau đi. Thôi vậy nè. Em tưởng con nằm trong ngoài có đây. Có cả em. Còn đó chị với ổng về đây á. Trời ơi người ta sanh qua người ta ấy. Mình nghèo khổ một đông. Nhiều quá đi. Không có tiền mà mua rau mua ấy. Chị vậy bây đó. Giờ á là nổi lắm, nổi tiếng lắm á. Nó quay chị vô trong YouTube ai cũng thấy hổm chị Nhân chứ coi chị khóc quá trời luôn á. Chị Út Nhân á chị coi hết luôn cái clip của em mở cho chị coi đó, đưa điện thoại chị coi á. Nay gì năm vui phải không? Nay mừng. Nếu ăn hết vui. Ăn hết vậy sao là vui? Chứ à, con biết làm sao không? Tự nhiên lớn thì cô Hằng lấy chồng, cô Hằng lên thành phố, cô Hằng ở thời gian nữa thì ít có tới lui, chị về nghe ăn lon nói không là một lần cho quà thì ổng xin cho chị đó. Ăn lon á. Ăn lon thì nó đây nó cũng gần, nó thường hơn. Nó nghe. Là sao cái cô này là sao cái em cháu này là sao hai đứa này là hai chị em dạ thì nó cũng như nó đi làm mà từ thiện vậy nói chung là nó đi chịu cực nó đi còn cái tiền mà thí dụ gửi cho chị đồ á những người mà có hoàn cảnh như chị là như mấy anh chị mà ở nước ngoài hay là hoặc ở thành phố người nào mà có tiền đi người ta không có đi tới chị được ta mới gửi cho cháu này thì nó mới đi xuống chị nói dụ vậy đó lại con cái thằng gì con của chị Tám hôm bữa thì con thấy ông bà cô chú anh chị em có xem clip của con về chị Nam ở đây và ông bà cô chú anh chị em có một cái lòng thương mến chị Nam rồi con cũng biết được là cũng có nhiều ông bà cô chú
quan tâm và lo lắng cho dì Năm, tại vì thấy dì Năm ở một mình nhưng mà tay chân lại yếu ớt, rồi bất tiện mọi thứ, rồi không có, thí dụ như mà lỡ như dì Năm mà có bị cảm ha, sốt hay gì cái là không có ai hay. Cho nên thì con cũng thấy được những cái comment của ông bà cô chú anh chị em, cho nên là con cũng có nói với cô Hằng. Cho nên là bữa nay thì con nhờ cô Hằng hỏi ý của dì Năm thử ra làm sao. Chị, bữa nay em với cháu xuống đây nè, cũng nói vậy coi chị có chịu không nha. Thấy chị thì hoàn cảnh thì mấy cô chú anh chị ở xa mà phải sợ á, thì người ta cũng thương chị, thấy dở mình cũng tội nghiệp. Hiện giờ theo ý cô chú người ta cũng có gợi ý, cũng như muốn đem chị về như cái chỗ mà y như là hoàn cảnh như chị vậy đó, ở chung một cái gia đình vậy đó, thì người ta lo hết cho chị luôn, ví dụ sinh hoạt ăn uống hàng ngày hay là chi phí đau bệnh gì là người ta lo hết. Chị chịu không? Để chị ở đây có một mình, để nhiều khi chị đau bệnh thì không ai thấy, không ai biết. Trời, chị nó muốn như ào như hà cháu ở đây. Thôi chị hùng cháu, chị sợ, chị hùng dám. Sao? Chị sợ, chị hùng dám. Sợ cái gì? Chị sợ coi lên đây có mình chị qua giờ. Không có, đông người chứ đâu mình chị. Thôi chị cũng đi. Sợ rảnh khỏe lắm, sướng lắm. Thổi có cái gì hết trơn, cũng mà người ta nhà cửa người ta sạch sẽ mà lại người ta. Chị nghe em nói rồi. Dạ. Người ta cũng như cô chú người ta quan tâm tới chị á. Đủ điều kiện đi rồi chữ lắm. Ừ. Tên đó là đầy đủ hết á. Chị thôi chị sợ quá, chị cũng đi. Thôi hồi nhỏ đó chị cũng đi lên tỉnh, chị cũng theo anh ông anh đang về tỉnh, cái anh hầu thâu tôi đưa bà về quê của bà, rồi bà chết bà ở dưới này, người không lẽ người ta bỏ bà ở đây mà chị mà lỡ mà có gì cái nằm tới sáng luôn ổng hai hai. Mấy đứa này nó thất cười tụi em cũng còn trẻ ở đây á, ai là tiền mai món nữa. Ở trên chùa có thương chị xuống đen chị chà chị chà cá ủng quạng á, còn không ấy chị còn ở đây á là em thấy chị không đo mở cửa tụi em chạy qua, em còn mừng giờ đây tụi em chạy qua ở chắc ngồi đi chị chết rồi chị ảnh còn ảnh chết chị còn đi la. Còn chị chết chắc mà cũng chị bệnh, chị nồng quạt vậy chứ. Có gì ai đâu chạy đi la. Không ai la. Không ai la miếng nào. Mấy cô chú là có góp ý với dì Năm, thử cái ý dì Năm có chịu không? Tại vì cái này là phải ý muốn của dì Năm thì mới được. Còn tụi con thì chỉ là góp ý với dì Năm thôi. Dạ. Nồng cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn em à. Rồi dì trắng này mà dì Năm sợ gì? Không sợ người ta bỏ bê dì Năm hả? Không xa, không có thân nhân mình rồi, rồi mình muốn đi về quê mình nhớ lắm. Nhớ đó. Quê về không được. Mình nhớ còn quê đi thì mình ở đây mình không có nhớ nữa không? Đúng rồi. Với lại chỗ này là của Dượng Năm hồi đó Dượng ở đây. Chỗ này là quê có gì? Dạ quê của ổng ở thành phố á, mà ổng chết là ổng chết tại đây. Dạ. Cho nên là giờ muốn ở đây với ổng luôn. Ở đây năm quê chết á, năm tối là năm bệnh tùng mình yếu ai lỡ xong năm á, ông mới nói năm đưa một số tiền bao nhiêu đó đó, rồi chừng nào năm chết á mình mua bánh. Cũng đừng ai cho năm cái gì sang cái tàu năm mất nợ nó muốn đi đâu chạy được, rồi bánh tiền uống nước rồi nôi được bánh rồi đưa năm chở lên mình tránh theo năm rồi về chở vô trong cái chùa. Vậy nữa chị bàn giao lại cho ai, chị có gửi ai chưa? Chị nói cho mấy đứa cháu chị kêu cái thằng cháu chồng hôm đó nó xuống đây nó đâm mình tượng ông nè, nó bị nhỏ cháu nó mà mệt hôn bả tối nữa bả chết bả không ơi chị
anh em ở trên ăn quánh đập vậy đó, bà không mua về chừng bà gắn bà mạnh có chút bệnh thì bà gỡ đợi nó chết đèn qua trời dân thiêu rồi cỡ nông chủ nhông dân miếng mấy chú ôm ổng là ôm bà luôn về ngỡ đâu đông chùa đó. Còn không mấy tụi con cũng đang giờ chùa có người để chơi chỗ đâu mà sợ hả, bà không có chịu về ngoài để đâu về ngoài rồi lên trên ẩn nơi bà ngã. Chị mà em hỏi thiệt chị nghe, sùng đồ mấy người đó không ai không tới thăm chị mà cũng không hỏi thăm không cho gì trên hả, từ nào giờ hả? Có con lụng á, con lụng em biết con lụng bé bé nó một hai nó có vô thì cái lòng lòng nó còn bắn hay gì á nên đem cho hai cái bà cái dạ là bà lùng á. Ừ. Còn bà sùng thì không không mà giờ nội nhà này có bà sùng khá phải không chị? Không có tao biết nhà mấy người đó là sao kêu mua mía. Nói chung là cậu hơi lẻ lòng rồi đó. Chị em gái đáng lẽ phải tới luôn luôn. Giờ chị cũng đâu có cần xin sợ gì nữa là lâu lâu tới được cho có cái tình chị em mà được rồi. Em biết rồi, em biết cái anh Ba Thành là đợi cái anh Ba Thẹp á. Hồi đó kì á là chị bệnh chế yếu dữ lắm là chứ không ai được chống gậy đi như vậy. Vậy má chị các chị Quỳnh ở chung chị Quỳnh không nổi, chị mới ở trú đặng ăn bài cánh vậy đó. Mà cái nhà lá trời ơi nước nó ngập cơn bão số 5 á. Vậy chàng chị đón cái nằm dầu mà tôi chát là còn cái gì nằm một chút vậy sao không trò xuống vậy, hết dầu rồi tiền không có tiền mua dầu hồi xưa trò xuống dầu nó lạnh ngắt hả. Rồi tới sáng rồi thấy trời ơi nước là khẩu cái chân dưỡng lên ca gan vậy đó, viết giáo mình nó tâu chuyện ngầu ông táo rồi nó lỡ la lỡ lòng mất tên rồi đâu có nấu cơm được ăn vậy đâu có vậy cần bảo số năm á. Trời ơi, học quạt thì nó cũng đâu có tiêu hết ca luôn, tiêu để nguyên đất nè. Mình tưởng là không có ai chăng á, nó nước ngọc, nó nậu, nó tàu quạt đâu có cháy. Rồi nước cả nóng rồi, ngồi vợ như vậy, rồi đâu có về trên má được. Bơi xuồng đi được á, mời xuồng đâu mình đi lên má. Đúng màu quá, đặng màu quá, mà cả năng để ai đi. Bữa nay thì có dịp rồi mình đi xuống đây thăm dì Năm luôn. Rồi bữa nay sẵn thì mình gửi cho dì Năm hai món quà của hai Mạnh Thường Quân. Thì món quà thứ nhất đó, đó là của em gái ở Bình Dương. Em gái gửi cho dì Năm là số tiền 2 triệu đồng. Đây là 2 triệu của em gái ở Bình Dương. Bình Dương chị biết Bình Dương không? Không, không vui hết rồi đó. Không biết Bình Dương luôn đó hả? Không. Việt Nam nha, cái này ở Việt Nam nha. Không vui. Rồi, đây là đi đâu đâu biết. Số tiền thứ hai đó là của chú Hồng Quách. Đây, chú Hồng có gửi cho chị Năm số tiền là 300 đô Mỹ. Tiền đô. Nhưng mà hồi nãy con đi ngang chợ mở cải cái con đổi ra cho chị Năm luôn. Đó, thì cái này là tới 6 triệu lận á chị hơn dạ, ha. 6 triệu 951 ngàn. Ừ. Này. Nó 6 triệu 951 ngàn. Là gần 7 triệu rồi. Gần 7 triệu. Đó. Đây để con đếm luôn cho dì Năm nha. Nè. Nè, 1 triệu nè. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. Cái lẻ cho em nha. Nè, 5 đồng nè con. 6, 7, vậy 8, cười ha, xin cái lẽ cái cười ha, không ừ ha. Đó, con để nguyên cho dì Năm luôn. Đó. Rồi, đây là hai món quà của mấy cô, mấy em, mấy chú gửi cho dì Năm. Tại vì thấy thương dì Năm quá chừng. Hoàn cảnh đơn chiếc quá, với lại bệnh tật.
đất đồ cũng không có, nhà cửa. Tên gì nói đi đặng kêu gì. Là tổng cộng là để con coi để tổng cộng kia bảy cho 7 triệu đi. 7 với 2 là 9 triệu. Có còn nói tên á, Mạnh Thị Quân cho cô Năm mà cảm ơn. Dạ. Dạ, là một em gái ở Bình Dương và chú Hồng Quách. Em gái Bình Dương tên gì? Không có không giấu tên. Vậy thôi giờ chị Năm cảm ơn là chú để với lại cô em gì đó. Ở đây chị không biết nói gì. Nha, em thương chị là em gửi cho chị hai số tiền ở đây. Chị rất là cảm ơn em rất nhiều. Rồi chị không biết nói cái gì hết. Thì mong cho em mạnh khỏe, làm có tiền. Chúc em mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe nhiều ông mạnh. Thường số những mấy người đau khổ như chị vậy. Chị cảm ơn. Khóc nè, khóc tôi khóc theo à. Cười nha, có tiền là cười nha. Cái chú cái gì? Chú Quách gì không có lòng từ tâm muốn thương tôi về tôi không biết thương gì cỡ cho số tiền rất là lớn từ nhỏ lớn giờ tôi không có cầm được số tiền lớn thật lớn vậy giờ thôi đây tôi rất cảm ơn nhờ cỡ tiền nữa thương nhỏ lớn chưa cầm được số tiền lớn vậy rồi tôi rất cảm ơn rồi tôi nói cho cô Hằng biết hồi đó tôi cầm á cái Ngọc Sơn nó xuống nó cho tiền tôi cầm tôi xanh lét mặt lại tao nôn vậy không được mừng mẹ. Mừng mà xanh lét luôn á. Từ nay được 47 tuổi tôi chưa có cầm được 100,000 bạc của mình chứ đừng nói cầm tới 2 triệu. Chị mẹ ơi, bây giờ ở đây nội vụ là tới 9 triệu lận á chị, số tiền lớn không? Lớn lắm á, ở đây có người ta lột dừa chứ ta chưa có được số tiền lớn vậy á. Chị là cũng có phước lắm á. Trời ơi chị làm gì đó. Chị làm gì đó. Chị nhớ hồi đó. Chị nhớ thầy bà đạo chị làm sao cũng nhiều. Bật hạnh quá hồi đó chị làm cơm ăn thới. Bởi vì trời không người sao mà ngon khổ khổ quá của người nhà giàu giàu quá trời ơi em biết không chị mượn dâu 3 năm 4 năm má lên nước chị về có 2 bộ đồ nhục đồ chị bận đâu mà không có 1 đồng bạc thân mình nữa hồi đó em biết không cái bảo áo đâu xong thấy má để nè đây nè đây nè nó chị bận đồ cơ ấy con bé Tư hôm đó nó chú con bé Tư là chị nấu cái thằng gì nó biết chứ em không biết dạ chính hôm mới xuống hôm tết này nè nó xuống nó cho chị 400,000 nó chị ăn gì chị mua chị ăn dạ. Chị nông còn này em mua cho chị 2 bộ cho chị bận dạ như nó chỗ giải này cũng không được tốt nữa nghe chị bạn này nó giận chứ không vậy chị có kéo chị cắn mà chị có cầm á thì cái tay nó gung quá cầm không có được đâu chị chịu mặc đồ to anh không thôi dạ thôi mốt em mua cho chị mặc với áo khoác rồi em mua cho chị nói em nghe dạ không có nổi thôi đem ơi là chân yếu chiều rồi thôi giờ em tặng cho chị cái quạt nè đặng chị quạt cho mát giờ chị có cảm ơn em đi đó chị có mình nhiều em thương em ra cho chị đó đây nè nó cho một bộ đồ này với một bộ đồ này đó và bận á họ cho quần áo họ mua họ cho nè để mang nè mang bận nè đó cho nó dễ ăn chứ không nó tên rồi vậy nó nghe nó cũng có tốt không nha thường kệ nó mát có cho nó làm rồi con nói
dì Năm nghe vậy nha. Cái số tiền này là con thấy nó lớn, mà dì Năm thì ở đây có một mình thôi. Rồi dì Năm có cảm thấy là dì Năm giữ được số tiền đây không, hay là dì Năm có muốn là gửi vô tài khoản, hay là dì Năm muốn gửi cho cô Hằng ở đây thì là gửi vô ngân hàng á, làm gửi vô ngân hàng cho chị á, chị giữ cái thẻ, khi nào chị cần cái chị nhờ em hay là anh Lon gì đi rút cho chị. Chị đừng có giữ tiền trong người, tại vì dì Năm ở đây có một mình, có một thôi mình à. mà lẻ loi nữa nên là nó không có được an toàn cho dì Năm. Rồi mạnh dạ. Quân nhiều khi mốt người ta có người ta cho chị Năm nữa, cái chị Năm gửi vô cái đó nữa, chị đừng có để trong nhà. Trong nhà mình gần lộ quá, với chị cũng một mình rồi yếu ớt nữa. Chị nói chung là từ nhỏ lớn giờ chị lớn lên hồi nhỏ chứ bắt cá kèo. Chị ơi chị, nào chị muốn cầm thôi, giờ chị cầm đi, chị đưa em, chị cầm cho chị biết cầm cái số tiền 9 triệu đi. Rồi chị đưa em ha. Hồi nào giờ không có cầm được số tiền lớn, tội nghiệp hết sức à. Rồi bỏ cái này lại đi. Nè, cầm giày đi. Cho ham. Tội nghiệp sức nè, nó nè. Đó. Thấy không nè.